Bây giờ em sẽ hỏi chú một vài điều về tôm cho cả nhà mình xem nha. Cho cháu hỏi. Dạ con xin chào chú. Chú cho hỏi là tôm ở đây là mình mua tôm như thế nào hả chú? Tại vì con thấy tôm của mình tươi quá. Thì chú cũng con chú cũng đi chợ về tiền mua tôm tươi vậy đó, nhưng mà tôm nó mới vừa gọt. Dạ. Tại vì chú không, con chú không còn sắc xanh nữa, anh không có dám mua tôm sống nữa. Dạ. Nó mới vừa gọt thì lại là chú không có mang tội sắc xanh. Dạ. Ngọt nhưng mà những tươi nó mới vừa ngọt thôi. Dạ. Nghĩa là nó mới vừa chết thì những tươi. Chứ còn chú con chú không dám mua tôm sống. Con chú hứa với bà trên không có sắc xanh nữa. Dạ. Dạ nhưng mà con chú cũng bảo đảm là tôm tươi. Tại tôm mới vừa ngọt thôi. Dạ, nên là mình cũng muốn ngoài chợ Bình Điền luôn hả chú? Đúng rồi, cháu luôn ở chợ Bình Điền. Thì cô chú lại đưa thì ở trong mấy cái thùng tôm á. Dạ. Thì tôm mà nó có thở oxy là chú không bao giờ vừa mua. Cái nó vớt ra mấy con tôm là ngọt ngọt á, cái chú lại. Nói chung là tới đó thì mình hỏi người ta thì người ta sẽ chỉ cho mình hả chú ha. Tôi cũng sẽ đưa hàng đúng như mình. Hơn tôm tươi chút xíu à. Dạ. Thí dụ như tôm tươi là thí dụ như chú nói là 180-200 kg tôm ngọt á thì nó cũng thí dụ như là 160-170 gì. Dạ. Xê dịch vậy thôi. Nhưng mà đừng cái là mình không có phải sát sanh nữa, không dạ. Có tạo nghiệp nữa. Dạ đúng rồi cha. Hôm nay thì ngày đầu khai trương là mình mua được bao nhiêu cái gỏi đu đủ chú ha? Mua khoảng 7 kg, 7-8 kg đó cha. Dạ. Tại vì ngày đầu cho nên mình chưa biết chứ làm sao chú ha. Dạ, bán nhiều nữa. Dạ. Còn tôm thì mình mua được bao nhiêu ký tôm chú ha? Tôm thì khoảng 4 ký. Dạ. Còn thịt với lỗ tai heo thì mình mua được mấy ký chú ha? Với lỗ tai heo là cũng phải 4-5 ký cũng khoảng đó đó. Tại dạ. Mua 2-3 thứ đó, nó khoảng 4 ký luôn con. Hay là lỗ tai heo. Lỗ tai heo thì nó mất tiền hơn đùi chú ha? Không, đùi mất hơn. Lỗ dạ. Tai heo mà không mất bằng đùi. Nó về nhưng mà từ từ chú chỉnh nó lại. Dạ. Ngày chú chỉnh nó lại là nó bớt về. Tại mới ngày đầu mà. Dạ. Cái này sắc thịt mà nó có gân nó bị ảnh hưởng vậy đó. Dạ đúng rồi. Mà con dao mà lục mà nguy hiểm là cắt không có được gì hết. Nhưng là tại vì không phải là mình sợ tiết kiệm chú ha, nhưng mà tại vì dày quá điều thì không ngon như lại khách ăn là sẽ bị cứng dạ. Chú ha. Mỏng quá thì giống như hạt điện vậy đó. Dạ đúng rồi, mà dày quá thì cứng quá khách. Nó vừa phải rồi cháu. Dạ. Nó vừa phải là vừa cái miệng nhai.